Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Nghiệp Cảm của Chúng Sinh Phẩm Thứ Tư. Bồ Tát vâng chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nâng sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn nước thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Giật Đa thành Phật làm cho chúng sinh song sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Chúng sinh, những chúng sinh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sinh ra lăn mãi trong năm đường, không lúc nào tạm ngừng ngớt. Mê lầm chướng nạn chạy đến kiếp số nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó. Đời trước ông chót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn đổi hết cả hàng chúng sinh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Định Tự Tại Vương bạch hỏi. Lúc Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần gợi khen như thế, cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà dạy bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận: Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chí thành tiểu Như Lai, ưng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ 6 muôn kiếp. Trong khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính, tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Chí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ cho hết những chúng sinh bị tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quang mục cứu mẹ. Lại vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sinh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán thọ cúng, rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng: Hải thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thắc sinh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng: Thân mẫu ngươi lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải bị đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng: Ngài còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá chạch, còn nhiều là hay ăn cá con và chạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá chạch của người đã từng ăn, thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy và làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quang Mục rằng: Ngươi phải đem lòng trí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng đã đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đánh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thế thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ tác sinh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai. Sau chưa đầy ba ngày trẻ đó đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc và nói với Quang Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chúng tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát khỏi nỗi khổ sở? Quang Mục nghe xong, nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà phải bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: Do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quang Mục hỏi rằng: Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến trăm nghìn năm cũng không thoát hết được.
Quang Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hạn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát lời nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hạn trốn tam đồ và hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: Từ ngày nay nhận về sau đến 100.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới nào các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục súc sinh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội khổ như thế, những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc chánh giác. Quang Mục phát nguyện đó xong bèn nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ thắc sinh làm người phạm trí sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sinh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy, trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh như thế. Trong đời sau, như có chúng sinh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin lật nhân quả, kẻ hủy báng đại thừa. Trong đời sau, như có chúng sinh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin lật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lượng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa. Những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy với ngài Địa Tạng Bồ Tát trừ trong khoảng khái móng tay, những chúng sinh đó liền đạt thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen cùng dâng cúng những y phục đồ ăn vật uống các thứ chân bảo, thời người đó trong nghìn vạn kiếp sau thường ở tại cõi trời hưởng sự vui thắng diệu, hoặc lúc phước trời hết sinh xuống chốn nhân gian vẫn còn làm vị đế vương trong 100.000 kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn đức đại Bồ Tát chúng con có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương bạch hỏi: Bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thọ kiếp lâu xa nhận lại phát nguyện rộng lớn, nhưng sao ta phát nguyện rộng lớn như thế, nhưng tại sao mà ngày nay vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sinh, ta vì cả ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử nơi Diêm Phù Đề ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Từ thuở lâu xa nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sinh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi không dứt. Cũng vì lẽ đó nên ngài lại phát lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới ta bà dùng 100.000 muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sinh. Ngài bốn ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy dỗ quả báo vì ương lụy đời trước nên phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy dỗ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy dỗ quả báo làm chim sẽ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy dỗ quả báo quen thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy dỗ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy dỗ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bọn xén, thời ngài dạy dỗ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ, thời ngài dạy dỗ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy dỗ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy dỗ quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy dỗ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ nợ độc ác, thời ngài dạy dỗ quả báo thác sinh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy dỗ quả báo cốt nhục chia liệt. Nếu gặp kẻ vì báo tam bảo, thời ngài dạy dỗ quả báo đuôi dương tâm ngọc. Nếu gặp kẻ kinh chê giáo pháp, thời ngài dạy dỗ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ phá tội lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy dỗ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục.
Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vua bán tăng già, thằng ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chặt chém giết hại sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thượng mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn công cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc cây gỗ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo thọ sinh và chốn hẻo lánh. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề như thế, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, cho để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sinh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Om Ha 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 Bun Sam Mo Di So